làm điệu đấy, đấy. Nhảy nhảy đấy nha. Ông đây là mình Minh này, vợ chồng Minh này. Đấy. Sang chơi bà Mai về thì sang chơi. Đấy, con gái rất là rắn giỏi lớn lắm rồi đấy. Chú Minh đang khoán cô Thương là phải có một em trai ở đây. Bởi vì là sắp học xong rồi, không phải vất vả gì nữa. Cố gắng đi nhé. Hôm Kim kia có đến nhà Loan, thằng cu nó cứ ngồi ở cái đấy nó chơi thôi, bố mẹ là đây nó ngoan thì mẹ ngoan quá. Cháu nghĩ là có lẽ là con trai thế nó cũng hơn con gái chứ đấy. Còn hai thằng anh, thằng ba đứa kia thì cứ lui hui chơi tha thẩn tha thẩn. Bố mẹ với lại bà cùng làm. Ngoan thế chứ này. Nhưng mà cô chị ấy náy một cái là cái mùi acetone ấy. Lúc bây giờ cô cũng chưa nói với nó mà nếu như không thì một là thuê một người mà trông chúng nó ở nhà đi, đúng không? Cái thời gian là chúng nó đi học thì nữa, chứ nó về đấy là nó tất cả tập trung ở đấy, đúng không? Cháu bảo hai vợ chồng nó là bây giờ các em phải nhăn ra, không cho nó sang bên làm hàng nữa. Nó có tầng 2 vẫn có tầng mà. Nhưng mà nó ngủ xuống là bố mẹ. Đấy. Nó làm ra vì là cái phòng của nó rộng lắm, chỉ là nhăn thôi. Nó lấy 2/3 làm. Thế bên trong đi, bên trong có một cái cửa ngăn đi, nhưng mà không ai trông thì có người trông. Đây thì bà đông khách quá là cũng phải làm giúp chúng nó rồi đấy. Đấy thì sợ là nó Minh xem cháu nó lấy cái gì. Đây sữa chua đây, cầm về. Đây cầm về. Cầm về. Rồi. Thế là cả nhà ở đây mạnh khỏe nhá. Mạnh khỏe. Sang năm à? Sang năm cháu xong rồi cháu về luôn. Tháng mấy? Tháng mấy? Tháng 8. Tháng 8 sang năm gì? Chắc khi vào nội tôi đi, cái gì sang chuyến nữa. Cô sang sau. Bà về bà hội đồng